Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Cuộc đối đầu Việt Trung trên biển Đông 15 năm qua. Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, vài năm trở lại đây, tình hình Biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp do các hành động ngày càng liều lĩnh và hung hăng của Trung Quốc. Tuy nhiên, căng thẳng ở Biển Đông không phải gần đây mới bùng phát, mà nó đã diễn ra từ lâu. Chỉ tính từ năm 2000 đến nay, gần như năm nào Việt Nam cũng phải đối mặt với các hành động khiêu khích của Trung Quốc. Trong bản tin hôm nay, xin mời các bạn cùng chúng tôi điểm lại quá trình đấu tranh giữa Việt Nam tại Trung Quốc trên Biển Đông trong 15 năm, qua dựa trên tài liệu chính thức là cuốn lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam từ 1955 đến 2015. Sau đây là nội dung chi tiết trong năm 2001. Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 18 tháng 6, Trung Quốc đưa 5 tàu thăm dò và 2 tàu phục vụ xuống hoạt động từ Đông Lý Sơn đến Đông đảo Phú Quý và khu vực DK-1. Đặc biệt, ngày 20 tháng 5, tàu thăm dò TD-8 của Trung Quốc vào thả các phao thăm dò theo tuyến Đông Lý Sơn, Đông Đông Nam Cam Ranh, Đông đảo Phú Quý. Ở khoảng cách từ 50 đến 150 hải lý, Hải quân Việt Nam đã huy động tàu của vùng 3, vùng 4, Lữ đoàn 171, Lữ đoàn 125, Công ty Hải sản Trường Sa và các tàu trực bảo vệ ở DK-1 làm nhiệm vụ ngăn cản, xua đuổi, không cho các tàu của Trung Quốc thăm dò trái phép trong vùng biển chủ quyền của ta. Các đơn vị lực lượng đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh, kiên trì bám trụ, kiên quyết đấu tranh trên thực địa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hai năm 2002 đến 2003 tương đối yên ổn, mặc dù các tàu thuyền nước ngoài vẫn hoạt động mạnh trên vịnh Bắc Bộ, khu vực Trường Sa và DK-1 và nhiều lần xâm phạm vào vùng biển chủ quyền của ta. Đối phó lại, Hải quân Việt Nam đã sử dụng hàng chục lượt tàu làm nhiệm vụ tuần tiễu bảo vệ các khu vực biển. Lực lượng cảnh sát biển tổ chức nhiều đợt tuần tra, xua đuổi hàng trăm lần chiếc tàu của nước ngoài ra khỏi vùng biển của ta và bắt giữ một số tàu cố tình vi phạm nhiều lần, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Năm 2004, ngày 18 tháng 11, phát hiện giàn khoan Cantan 3 của Trung Quốc di chuyển xuống cửa vịnh Bắc Bộ nhằm tiến hành khoan thăm dò trong vùng biển thuộc chủ quyền của ta. Hải quân Việt Nam đã chỉ đạo vùng 1, vùng 3, công ty 128, đoàn 6 đo đạc và biên vẽ hải đồ, tổ chức lực lượng, phối hợp với ngư dân các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng ra biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền liên tục trong các ngày từ 18 đến 30 tháng 11 năm 2004. Tàu của Hải quân cùng các tàu đánh cá xa bờ của ngư dân Đà Nẵng và tàu kéo của cảng Đà Nẵng đã phối hợp ra chốt giữ tại khu vực dự báo, kịp thời ngăn chặn không cho Trung Quốc đưa giàn khoan vào thăm dò vùng biển của ta. Năm 2005, Trung Quốc tăng cường các hoạt động nghiên cứu thăm dò dầu khí trên các vùng biển. Họ mời gọi các công ty vào thăm dò khai thác dầu khí khu vực vịnh và cửa vịnh Bắc Bộ. Đặc biệt nghiêm trọng, ngày 8 tháng 1 năm 2005, tàu hải cảnh Trung Quốc gây ra vụ truy sát, làm chết 9 người và bị thương 7 người của ngư dân Việt Nam. Cũng trong quý 1 năm 2005, họ còn bắt và phạt rất nặng một tàu cá của ngư dân ta đang làm ăn hợp pháp trên vùng biển Hoàng Sa. Từ trung tuần tháng 6 năm 2005, Trung Quốc tiếp tục tăng cường tàu súng hoạt động ở khu vực Trường Sa, cho tàu ngư chính tiến vào sát các đảo của ta ở Trường Sa và nhà giàn DK-1, đồng thời đưa số lượng lớn tàu cá vào hoạt động trên các vùng biển của ta để đối phó tình hình. Hải quân Việt Nam đã tăng cường hoạt động tuần tiễu, trinh sát, giám sát, quản lý vùng biển, ngăn chặn các hoạt động trái phép của tàu thuyền Trung Quốc. Trong 6 tháng đầu năm 2005, Hải quân Việt Nam đã tổ chức 20 đợt tuần tiễu trinh sát, giám sát, quản lý vùng biển, bắt và lập biên bản, sau đó phóng thích 8 tàu Trung Quốc cố tình vi phạm ở vịnh Bắc Bộ, kiểm tra 545 lần tàu các loại, xử phạt hành chính 208 tàu, xua đuổi hàng trăm lần chiếc tàu cá của Trung Quốc vi phạm ở khu vực vịnh Bắc Bộ. Tháng 6 năm 2006, Trung Quốc lại cho tàu thăm dò xâm phạm chủ quyền của ta ở khu vực cửa biển vịnh Bắc Bộ và đông bắc đảo Lý Sơn 80 hải lý. Bộ Tư lệnh Hải quân đã huy động hàng chục tàu của vùng 1, vùng 3, vùng 4, Học viện Hải quân cùng với một số tàu đánh cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng ra thực địa kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hoạt động thăm dò bất hợp pháp của tàu Trung Quốc, bảo vệ được chủ quyền, không để xảy ra xung đột đáng tiếc. Bước sang năm 2007, ngay từ đầu năm, tình hình vịnh Bắc Bộ, khu vực Trường Sa và DK-1 tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày 8 tháng 3, Trung Quốc công bố mở cửa 10 các công ty nước ngoài vào hợp tác khai thác dầu khí tại 22 lô trên biển, có 15 lô ở Biển Đông, trong đó có 1 lô ở vịnh và 3 lô ở cửa vịnh Bắc Bộ, nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Hải quân Việt Nam đã chỉ đạo lực lượng toàn quân chủng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chất lượng quản lý bảo vệ biển đảo, kiên quyết đấu tranh, ngăn cản không cho nước ngoài hạ đặt giàn khoan trong vùng biển của ta, tập trung nắm chắc tình hình khu vực cửa vịnh Bắc Bộ và vùng biển miền Trung, tổ chức các đợt tuần tra trinh sát, giám sát thực thi pháp luật trên biển
và giám sát thực hiện Hiệp định nghề cá trên Vịnh Bắc Bộ. Tiếp đó, ngày 8 tháng 4 năm 2007, phát hiện tàu thăm dò PD-4 của Trung Quốc hoạt động ở đông bắc đảo Lý Sơn 90 hải lý. Hải quân Việt Nam lập tức sử dụng 8 tàu vận tải và đánh cá của Lữ đoàn 125, công ty 128, vùng 1 và vùng 3 hải quân ra tuyên truyền, không cho tàu Trung Quốc vào tiến hành thăm dò ở vùng biển chủ quyền của ta. Song tàu thăm dò của Trung Quốc có 6 tàu hải cảnh và máy bay trực thăng bảo vệ vẫn cố tình xâm phạm. Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7, ta huy động thêm 9 tàu đánh cá và vận tải của vùng 1, vùng 3, công ty 128 và tàu cảnh sát biển, cùng với 20 tàu của ngư dân thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam ra thực địa, kiên quyết không cho tàu thăm dò này cùng các lực lượng bảo vệ của Trung Quốc tiếp tục hoạt động trái phép trong vùng biển của ta. Cũng trong thời gian này, từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2007, quân chủng hải quân được giao nhiệm vụ bảo vệ tàu khảo sát địa vật lý, ranh giới rìa ngoài thềm lục địa, khu vực từ đông miền Trung đến DK1 trên thềm lục địa phía Nam. Mặc dù bị các tàu chiến lớn cùng máy bay của Trung Quốc bám theo ngăn chặn và đe dọa, nhưng các tàu của ta kiên trì tuyên truyền yêu cầu lực lượng của Trung Quốc không nên có những hành động xâm phạm và ngăn cản trái phép tàu Việt Nam đang hoạt động trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam, đồng thời thực hiện đúng đối sách, không mắc mưu khiêu khích, kiên quyết đuổi các tàu Trung Quốc ra khỏi vùng biển của ta, bảo vệ an toàn cho tàu ta hoạt động khảo sát, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những tháng đầu năm 2008, tình hình trên biển tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày 2 tháng 2, Tổng thống Đài Loan cùng đoàn quân sự cao cấp ra thăm và cắt băng khánh thành sân bay trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa. Bên cạnh đó, Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động ngoại giao, phản đối 14 trên 19 công ty dầu khí nước ngoài đang hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam. Trung Quốc cũng triển khai nhiều hoạt động khảo sát thăm dò dầu khí với lực lượng hộ tống mạnh lấn vào vùng biển của ta, đồng thời tăng cường xây dựng các đảo đã chiếm đóng trái phép ở Trường Sa và tổ chức diễn tập hải quân với quy mô lớn, làm tăng thêm sự phức tạp căng thẳng ở khu vực. Để đối phó với tình hình này, Hải quân Việt Nam tập trung theo dõi tình hình mặt biển, nắm chắc hoạt động của các tàu nghiên cứu khảo sát, di chuyển lực lượng và diễn tập của Trung Quốc trên Biển Đông, đồng thời duy trì nghiêm lực lượng tàu trục tại các khu vực DK1, DK2, Thanh Long, quần đảo Trường Sa và vùng biển Tây Nam, trực sẵn sàng chiến đấu tại các căn cứ vào nhiệm vụ BM phối hợp với Hải quân, Cảnh sát biển, đẩy mạnh hoạt động tuần tiễu trinh sát, giám sát thực thi pháp luật trên biển. Cảnh sát biển đã xua đuổi hàng trăm lượt tàu cá và hai tàu hải giám 51, 83 của Trung Quốc hoạt động trái phép ở khu vực đông nam đảo Lý Sơn từ 60 đến 80 hải lý, khu vực tây bắc bãi Phúc Nguyên và tây nam bãi Tư Chính 17 đến 25 hải lý, cùng khu vực quần đảo Trường Sa. Nhà giàn DK1 từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 5 năm 2008, ta phát hiện và liên tục theo dõi giàn khoan Nam Hải của Trung Quốc di chuyển lên phía bắc, dừng lại ở đông Đà Nẵng, cách bờ 53 hải lý. Hải quân Việt Nam đã huy động 9 tàu vận tải, tàu đánh cá của các đơn vị vùng 1, vùng 3, công ty 128 và tàu của vùng cảnh sát biển 4 ra thực địa, kiên quyết đấu tranh, buộc giàn khoan Nam Hải 2 của Trung Quốc phải rời khỏi vị trí thuộc chủ quyền vùng biển của Việt Nam. Đồng thời với hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, Hải quân Việt Nam cũng đã tổ chức 16 đợt với 63 lần chiếc bảo vệ tàu thăm dò dầu khí ở các lô 103, 107, khu vực Bạch Long Vĩ và ở lô 5.2, lô 113, cửa vịnh Bắc Bộ, và phối hợp với các tàu của Bộ đội Biên phòng bảo vệ tàu khảo sát địa vật lý rìa ngoài thềm lục địa Việt Nam, khu vực Nam Hoàng Sa đến Bắc Trường Sa. Mặc dù tàu và máy bay của Trung Quốc đến ngăn cản hoạt động khảo sát của ta rất quyết liệt, song các tàu của ta vẫn giữ quyết tâm kiên trì phát loa tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn các hành động cản trở phi lý của họ, bảo vệ an toàn cho tàu của ta hoạt động khảo sát theo đúng kế hoạch. Cuối năm 2008, đầu năm 2009, tình hình trên biển ngày càng trở nên căng thẳng phức tạp. Hạm đội Nam Hải của Hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập không quân hải quân quy mô lớn nhằm phô trương sức mạnh. Sau diễn tập, Trung Quốc đưa hai biên đội tàu gồm 5 tàu khu trục và hộ vệ tên lửa đi tuần tiễu kết hợp trinh sát, nắm tình hình hầu hết các đảo của ta ở quần đảo Trường Sa, khu vực DK1 và vùng biển phía Nam. Đồng thời Trung Quốc còn tiến hành phân lô dầu khí ở Biển Đông trong phạm vi đường lưỡi bò chính khúc, làm tình hình trên biển thêm phức tạp nguy hiểm. Trước tình hình trên, Hải quân Việt Nam chủ trương phải nắm chắc tình hình, tập trung nâng cao khả năng chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu chống lấn chiếm, chống xung đột, chống ngập kích bất ngờ, chủ động ngăn chặn và linh hoạt xử lý tình huống, giữ vững chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên các khu vực biển, kiên quyết xua đuổi tàu thuyền nước ngoài vi phạm, chống âm mưu hạ đặt giàn khoan bí mật tập kích đánh chiếm đảo, xâm phạm vùng biển đảo của ta, và sẵn sàng đánh trả khi bị tấn công. Sang năm 2009, từ ngày 13 đến ngày 25 tháng 5, Hải quân Trung Quốc liên tiếp tổ chức diễn tập tổng hợp trên Biển Đông, kết hợp với tuần tiễu trinh sát nắm tình hình ở quần đảo Trường Sa, khu vực DK1, vùng biển phía Nam của Việt Nam. Họ đưa tàu chiến máy bay tuần thám hoạt động xâm phạm vùng biển vùng trời của ta ở lô 113, nhằm trinh sát, theo dõi, cản phá, uy hiếp gây căng thẳng cho các tàu và nhà thầu nước ngoài liên doanh thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam. Trước tình hình đó,
Bộ Tư lệnh Hải quân chủ trương duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo các nhiệm vụ, tăng cường các biện pháp nắm từ xa, phát hiện sớm các hoạt động khảo sát thăm dò, hạ đặt giàn khoan của nước ngoài trên Biển Đông, tăng cường lực lượng bảo vệ hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ở cửa vịnh Bắc Bộ, kiên trì đấu tranh ngăn cản và kiên quyết đuổi tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển của ta, sẵn sàng thực hiện phương án đối với tình huống xấu nhất, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo, kiên trì công tác đối ngoại quân sự, giữ vững hòa bình và chủ quyền trên các vùng biển của Tổ quốc, cùng với triển khai tăng cường bảo vệ hoạt động thăm dò dầu khí ở cửa vịnh Bắc Bộ. Tháng 6 năm 2009, Hải quân Việt Nam cũng đã điều động lực lượng đấu tranh ngăn chặn và xua đuổi tàu thăm dò địa chấn của Trung Quốc ra khỏi vùng biển của ta ở khu vực đông bắc đảo Lý Sơn 87-120 hải lý năm 2010. Trong quý 2 và quý 3, tình hình trên biển tiếp tục diễn biến phức tạp. Tháng 6 và tháng 7, Trung Quốc tiến hành khảo sát địa chấn tại khu vực các lô 141, 142, 143 phía tây quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, dùng tàu lớn áp sát cắt mũi, ngăn cản quyết liệt các tàu của ta làm nhiệm vụ thực thi pháp luật để ngăn chặn những hành động cố tình vi phạm của tàu Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền vùng biển của ta. Quân chủng Hải quân đã tăng cường lãnh đạo tư tưởng nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội và điều động lực lượng tàu vận tải và tàu cá đi làm nhiệm vụ trên thực địa. Cán bộ chiến sĩ trên các tàu của ta đã kiên trì tuyên truyền thuyết phục, kiên quyết đấu tranh, yêu cầu phía Trung Quốc dừng hoạt động khảo sát, thăm dò bất hợp pháp trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Trước những hành động hung hăng, bất hợp pháp, cố tình đâm va đầy nguy hiểm của các tàu Trung Quốc, các tàu vận tải và tàu cá của Hải quân ta, phối hợp với các tàu thực thi pháp luật, đã dũng cảm kiên cường đấu tranh, kiên quyết cản phá việc thăm dò phi pháp của Trung Quốc trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam, phối hợp với đấu tranh trên thực địa. Các cơ quan chức năng của nhà nước đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động xâm phạm, khảo sát thăm dò trái phép của Trung Quốc trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Quý 2 và quý 3 năm 2011, Trung Quốc huy động lực lượng lớn các loại tàu chiến, tàu phục vụ, tàu hải giám và tàu cá, tăng cường hoạt động trên vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển phía nam gần với Malaysia, dùng máy bay tiến hành trinh sát trên một số tuyến khu vực biển đảo của ta. Hành động của các tàu Trung Quốc trên biển ngày càng ngang ngược, họ cố tình ngăn cản các tàu đánh cá và tàu thăm dò dầu khí của ta đang hoạt động trong vùng biển Việt Nam. Nghiêm trọng hơn, ngày 26 tháng 5, các tàu hải giám mang số hiệu 17, 72, 84 của Trung Quốc đã liều lĩnh trắng trợn cắt cáp thăm dò địa chấn của tàu Bình Minh 2 của ta đang hoạt động tại lô 148, thuộc thềm lục địa của Việt Nam. Sau đó, ngày 9 tháng 6, tàu cá của Trung Quốc được các tàu ngư chính và các tàu khác hỗ trợ đã kéo theo bộ phận cắt cáp chuyên dụng, bất chấp pháo hiệu cảnh cáo của ta, cố tình lao vào làm hỏng tuyến cáp khảo sát của tàu Viking 2 của ta đang thăm dò khảo sát tại lô 136.3 trong thềm lục địa của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản đối mạnh mẽ việc làm trên của phía Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt ngay và không tái diễn mọi hành động vi phạm chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam về phía Hải quân. Trước tình hình này, quân chủng Hải quân chỉ đạo làm công tác chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu và đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển đảo, với phương châm, phương án đối sách trong xử trí các tình huống trong mọi điều kiện thời tiết, không để bị bất ngờ, không để nước ngoài tạo cớ gây xung đột, cùng với duy trì tàu trực quản lý bảo vệ trực tiếp trên 5 vùng biển trọng điểm. Tháng 6 năm 2011, Hải quân cũng sử dụng 27 tàu các loại làm nhiệm vụ bảo vệ hoạt động thăm dò của tàu Viking 2 và 14 tàu bảo vệ hoạt động thăm dò của tàu Bình Minh 2. Trước sự uy hiếp và ngăn cản của các tàu hải giám, tàu đánh cá Trung Quốc, từ tháng 6 đến cuối năm 2011, quân chủng Hải quân huy động lực lượng thường xuyên 40 tàu các loại, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, bảo vệ an toàn cho các tàu hoạt động thăm dò dầu khí và hạ đặt giàn khoan tại các lô 148, 149, 156, 159, 136.3, 5.3 và bảo vệ sửa chữa nâng cấp nhà giàn DK-114, DK-115 trên thềm lục địa phía Nam đến năm 2012. Ngay từ đầu năm, Trung Quốc đã tăng cường hoạt động ở khu vực Hoàng Sa, Trường Sa và DK-1. Riêng trong tháng 3, ở Trường Sa đã có đến hàng trăm tàu cá Trung Quốc hoạt động, nhằm đẩy mạnh việc thực hiện đường lưỡi bò thắng từ máy bay, tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc dùng loa tuyên truyền, ngăn cản tàu thăm dò của ta ở lô 111, lô 111.4 thuộc chủ quyền Việt Nam. Cũng trong tháng 4, Trung Quốc huy động số lượng lớn tàu cá tranh chấp với Philippines ở bãi cạn Scarborough, đồng thời Trung Quốc còn tổ chức diễn tập lớn ở phía đông Cam Ranh. Trước tình hình này, Hải quân Việt Nam chỉ huy các đơn vị quán triệt sâu sắc nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Các tàu trực tiếp làm nhiệm vụ trên biển đã thể hiện tinh thần kiên trì, kiên quyết đấu tranh bằng phương pháp hòa bình, không để Trung Quốc tạo cớ gây xung đột, quản lý chặt chẽ các vùng biển trọng điểm, bảo vệ an toàn các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí trên các lô 111 đến 113, 118, 119, 127, 5.2, 135, 136,
và các hoạt động kinh tế trên biển khác năm 2013, Trung Quốc tăng cường lực lượng tàu hải cảnh, tàu ngư chính, hải giám, hải tuần, thường xuyên hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, theo dõi ngăn cản hoạt động thăm dò khảo sát của ta, xua đuổi quyết liệt và cố tình đâm va tàu cá của ngư dân ta đang làm ăn bình thường trên biển. Trung Quốc cũng sử dụng tàu và máy bay theo dõi tàu trực của ta ở Nam đảo Chi Tôn và trinh sát các đảo của ta ở Trường Sa. Tàu cá của Trung Quốc với số lượng lớn, hoạt động mạnh ở các khu vực vịnh Bắc Bộ, Hoàng Sa, Trường Sa, DK1 và vùng biển của Philippines, Malaysia. Với sự hộ tống bảo vệ của các tàu hải cảnh, hải giám để đề phòng các tình huống, từ đầu tháng 4 năm 2013, Hải quân đã huy động 19 tàu vận tải và tàu đánh cá của các đơn vị vùng 3, vùng 4, Hải đoàn 128, Hải đoàn 129, phối hợp với một số tàu của Cảnh sát biển Việt Nam, triển khai bảo vệ tàu Bình Minh 2, khảo sát theo đề án PVN-12 và tàu Amado, khảo sát 3D lô 148, 149, đồng thời bố trí hàng chục chiếc tàu trực tại các bến sẵn sàng chi viện cho lực lượng trực tiếp trên thực địa đến năm 2014 đúng như Hải quân đã dự báo từ đầu năm. Tình hình trên biển tiếp tục có những diễn biến mới phức tạp. Sáng ngày 1 tháng 5 năm 2014, các trạm radar của ta phát hiện giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 của Trung Quốc là một trong 10 giàn khoan lớn nhất thế giới, có khả năng khoan sâu tới 12.000 mét. Có 27 tàu bảo vệ đã di chuyển từ phía Bắc xuống, hạ đặt khoan thăm dò vị trí Nam đảo Chi Tôn của quần đảo Hoàng Sa 17 hải lý, tức là cách đảo Lý Sơn 119 hải lý, nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam để đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam đã kiên trì tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bất chấp các hoạt động ngăn cản quyết liệt của phía Trung Quốc như chặn đầu, ép sát, đâm va, rồi phun vòi rồng vào đầu ta. Lực lượng ta vẫn kiên trì kiềm chế đấu tranh bằng biện pháp hòa bình. Phía ta cũng cho tàu đưa các nhà báo của báo chí trong và ngoài nước ra ngoài thực địa để chứng kiến và đưa tin về sự kiện này, nhằm bóc trần sự phi nghĩa của Trung Quốc và để dư luận thế giới hiểu rõ chính nghĩa của Việt Nam. Trước sự kiên trì, tinh thần kiên quyết đấu tranh bằng phương pháp hòa bình, với sức mạnh tổng hợp trên các mặt trận chính trị, ngoại giao và trên thực địa của cả Đảng, Nhà nước và quân dân ta, sự phản đối lên án mạnh mẽ của dư luận thế giới, kể cả một số nhà khoa học và chính khách của Trung Quốc, ngày 16 tháng 7 năm 2014, giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc cùng với 60 tàu hộ tống đã phải di chuyển ra khỏi vị trí thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Cuộc đấu tranh đầy khó khăn, phức tạp và kéo dài chống Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của ta đã kết thúc. Các bạn thân mến, qua những gì đã trình bày, chúng ta thấy rằng trong 20 năm qua, hầu như năm nào Việt Nam cũng phải đối phó với các hoạt động khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông. Tuy nhiên, Việt Nam đã khôn khéo và kiên trì đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình khi Trung Quốc đưa các tàu thăm dò giàn khoan vào vùng biển nước ta để buộc Trung Quốc phải rút chúng ra. Ngược lại, Việt Nam cũng không kém phần quyết liệt trong việc bảo vệ các tàu thăm dò dầu khí của mình và của các đối tác với mình trên Biển Đông khi gặp phải sự ngăn cản phá phách của phía Trung Quốc. Qua đó có thể nhận ra tinh thần chiến lược chủ đạo của Việt Nam là kiên quyết ngăn chặn các hoạt động như thăm dò, khai thác của Trung Quốc trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, đồng thời tích cực khuyến khích các hoạt động đánh bắt cá, khai thác dầu và tài nguyên trong các vùng biển thuộc chủ quyền của mình. Thậm chí, ngay ở sát quần đảo Hoàng Sa, là nơi hiện nay Trung Quốc đang chiếm đóng sau khi dùng vũ lực đánh chiếm từ tay chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Qua đây ta có thể nhận xét rằng, ở trên Biển Đông, nhà nước Việt Nam đang làm nhiều nói ít. Tất nhiên Trung Quốc sẽ không dễ dàng từ bỏ mưu đồ độc chiếm Biển Đông, cho nên trong những năm tới chắc chắn Việt Nam sẽ còn phải đối mặt với nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc khác của Trung Quốc. Mặc dù vậy, với những gì mà Việt Nam đã thực hiện để đối phó với Trung Quốc trong 15 năm qua, chúng ta có cơ sở để tin rằng Việt Nam sẽ đủ sức đối phó với các diễn biến mới trên Biển Đông trong thời gian tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like, nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của Ban Biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Có thể nói, đối với mỗi quốc gia, an ninh năng lượng và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc luôn là hai trong số những vấn đề quan trọng nhất ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước đó. Đối với Việt Nam mà nói, hai vấn đề này tuy hai nhưng lại rất có thể là một. Nói điều này là bởi phần lớn nguồn năng lượng phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của chúng ta tới từ những mỏ dầu nằm trong vùng Biển Đông. Trong khi đây lại là một vùng biển mà chúng ta có rất nhiều tranh chấp, đặc biệt là với đất nước tỷ dân Trung Quốc. Người Trung Quốc chắc chắn biết rất rõ về tiềm năng, tài nguyên nói chung và dầu khí nói riêng tại khu vực này, cho nên bên cạnh việc cố đấm ăn xôi chiếm đóng trái phép các bãi cạn vốn thuộc về Việt Nam, tại khu vực này, Trung Quốc còn nhiều lần không hề giấu giếm ý định thăm dò và khai thác tài nguyên tại đây.
Tuy nhiên, tất cả đều phải chịu lại những phản ứng hết sức quyết liệt của Việt Nam. Mới đây, theo những thông tin rò rỉ từ phía Trung Quốc, Việt Nam dường như đã hạ đặt thành công tới tận 3 giàn khoan dầu trước sự bất lực tới từ phía Bắc Kinh. Vậy cụ thể Việt Nam đã đặt giàn khoan ở đâu, tiềm năng khai thác của chúng như thế nào và tại sao chúng ta lại có thể thực hiện hành động này bất chấp sự chống phá của Trung Quốc? Hôm nay xin mời các bạn cùng tìm hiểu trong video này nhé! Các bạn thân mến, theo những thông tin mới nhất, Việt Nam đã âm thầm đưa 3 giàn khoan dầu ra các lô 051A, 051B và DHN-4X tới hạ đặt tại khu vực phía tây nam của bãi Tư Chính. Vào ngày 19 tháng 4 vừa qua, Việt Nam đã bí mật hạ đặt giàn khoan PVD-6 tại mỏ DHN-4X tại khu vực phía tây nam bãi Tư Chính. Mỏ này chứa khoảng 5 tỷ tấn dầu và hàng trăm tỷ mét khối khí đốt. Tất nhiên, hành động này không thể thoát khỏi sự theo dõi tới từ Trung Quốc, cũng như họ đã quá hiểu Việt Nam, nên ngay lập tức Bắc Kinh đã điều 15 tàu tân binh và hàng chục tàu cá đang neo đậu tại Trường Sa vào quấy phá. Điều đáng nói ở đây là trước đó, vào ngày 13 tháng 3, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc thông báo lệnh cấm đánh bắt cá thường niên năm 2023 ở Biển Đông của chúng ta, bao trùm vùng biển từ vĩ tuyến 12 đến phía bắc đảo Đài Loan từ ngày 1 tháng 5 cho tới ngày 16 tháng 8 năm nay. Do đó, theo lý thuyết, các tàu cá của nước này sẽ không lảng vảng xa đất liền tới. Vậy cho nên chúng ta có thể hiểu ngầm rằng tất cả những tàu trên đều nằm trong lực lượng dân quân biển của Bắc Kinh, vốn được thành lập nhằm thực hiện những hoạt động phi pháp một cách bí mật, cũng như tạo thành lực lượng vây cánh, hỗ trợ cho các tàu kiểm ngư và cảnh sát biển của họ. Tuy nhiên, hiện tại là năm 2023 chứ không phải là năm 2014 và Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng không còn là một lực lượng nhỏ yếu như xưa. Có thể thấy, chỉ cần liên quan tới Trung Quốc thì lập tức các tàu chấp pháp của chúng ta sẵn sàng lao ra để truy cản. Tuy nhiên, Trung Quốc đã quyết định leo thang khi vào ngày 22 tháng 5 vừa qua, Hải quân nước này đưa 10 tàu quân sự, một tàu ngư chính 5.000 tấn và 7 tàu cảnh sát biển cùng nhiều tàu dân binh để quấy rối nhằm bao vây, cản trở lực lượng chấp pháp Việt Nam bảo vệ an toàn cho giàn khoan tại lô DHN-4X. Ngay lập tức, Việt Nam cũng không ngần ngại tung ra nhiều tàu cá, tàu cảnh sát biển và kiểm ngư để ngăn chặn. Tính tới hiện tại, lực lượng của Việt Nam có 3 tàu kiểm ngư, 4 tàu tên lửa tấn công nhanh, 1 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu tên lửa. Có thể nói chưa bao giờ trong thời bình mà lực lượng hải quân của chúng ta được huy động nhiều tới vậy. Thậm chí có thời điểm phía Việt Nam không ngần ngại chĩa vòi rồng để rửa tàu cho đội bạn hoặc thực hiện vài hành động va quệt vô tình. Bên cạnh đó, các chiến sĩ hải quân của chúng ta cũng lợi dụng Philippines quấy rối, thả phao tín hiệu tại bãi Cỏ Mây khiến Trung Quốc phải phân tán lực lượng. Được biết, khu vực Biển Đông của chúng ta là một vùng biển khá chủ phú về tài nguyên. Trong đó, dầu khí tuy ít khi được nhắc tới nhưng lại có trữ lượng ước tính hết sức khổng lồ. Đến nay, Việt Nam xác định được 8 bể trầm tích đệ tam trong phạm vi thềm lục địa, gồm về sông Hồng, Hoàng Sa, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Tư Chính, Vũng Mây, Trường Sa và Mã Lai, Thổ Chu. Trong đó, bể Tư Chính, Vũng Mây được ước tính có khoảng 800-900 triệu tấn quy dầu. Đây chính là khu vực hiện đang diễn ra nhiều hoạt động tranh chấp căng thẳng mà tin mới đã nêu. Nhắc tới bãi Tư Chính, chắc hẳn nhiều bạn sẽ cảm thấy khá quen thuộc khi nơi đây đã từng nổi sóng vào năm 2014. Khu vực này nằm ở phía nam của Biển Đông, hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ 200 hải lý của Việt Nam, cách lục địa Trung Quốc khoảng 600 hải lý. Theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982, Việt Nam thiết lập vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển tiếp liền phía ngoài lãnh hải, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Vào giữa năm 2019, các tàu từ phương Bắc đã có dịp đối đầu với chúng ta. Việt Nam đã 3 lần đưa ra tuyên bố khẳng định chủ quyền tại khu vực Nam Biển Đông, trong đó có bãi Tư Chính và nhà giàn DK1. Việt Nam đã có nhiều hình thức giao thiệp ngoại giao phù hợp, trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc rút tàu khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn ngoan cố và tiếp tục hoạt động phi pháp. Có thể thấy, Trung Quốc đặt ra một dã tâm nuốt trọn bãi Tư Chính của Việt Nam. Các tàu của đất nước tỷ dân thường xuyên quấy phá các hoạt động hợp pháp của Việt Nam trong khu vực đặc quyền kinh tế của mình. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên mà Việt Nam tiến hành khai thác ở đây. Từ lâu, Việt Nam cũng đã thực hiện quyền chủ quyền đối với bãi Tư Chính. Ngay từ năm 1971, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã cho tiến hành phân lô đấu thầu, thăm dò khai thác. Năm 1988, Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng đã phân lô và mời các nhà thầu nước ngoài đến thăm dò, khai thác dầu khí tại đây. Đến năm 1994, Việt Nam cũng đã ký hợp đồng với một công ty năng lượng lớn của Mỹ là ExxonMobil để khai thác lô dầu khí ở bãi Thanh Long, cũng nằm trong phạm vi bãi Tư Chính.
từ năm 1989 cho đến nay, chính phủ Việt Nam đã thiết lập cụm kinh tế, khoa học và dịch vụ, có các trạm nhà chòi, giàn khoan và đèn biển để tạo thuận tiện và hỗ trợ cho giao thông hàng hải, đánh bắt hải sản, nghiên cứu khoa học và các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí. Như vậy, có thể thấy Việt Nam đã thực hiện quyền chủ quyền đối với bãi Tư Chính, hoàn toàn phù hợp với luật pháp cũng như theo đúng UNCLOS. Sau đó, vào năm 2019, chân đế giàn khoan khai thác sao vàng Đại Nguyệt nặng 14.000 tấn, lớn nhất từ trước đến nay, vừa hoàn tất quá trình lắp đặt tại thềm lục địa phía nam của Việt Nam. Mỏ sao vàng Đại Nguyệt thuộc lô 051B và 051C. Mỏ này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trữ lượng từ ngày 4 tháng 8 năm 2016 để làm cơ sở cho việc triển khai phát triển. Tiếp đó, vào ngày 7 tháng 3 năm 2017, Bộ Công Thương có quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển Đại Cương. Dự án sao vàng Đại Nguyệt do công ty Idemitsu Kosan Nhật Bản là đại diện chủ đầu tư và PTSC là tổng thầu EPCIC, gồm hai mỏ sao vàng và Đại Nguyệt lần lượt nằm ở các lô 051B và 051C ở bể Nam Côn Sơn, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 350 km về phía đông nam, ở mực nước sâu khoảng 120 m. Dòng khí sao vàng Đại Nguyệt đầu tiên dự kiến về bờ vào cuối năm 2020 với tổng trữ lượng khí khai thác dự kiến là 16 tỷ mét khối khí, sẽ góp phần tăng sản lượng khí lên khoảng gần 5 triệu mét khối khí một ngày, bổ sung cho các nguồn khí hiện hữu đang suy giảm để cung cấp và đáp ứng nhu cầu của các hộ tiêu thụ tại khu vực Đông Nam Bộ. Trong đó, nguồn cung khí cho sản xuất điện từ khu vực Đông Nam Bộ chiếm khoảng 22% sản lượng điện cả nước. Hiện nay, phía Việt Nam vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào, một phần vì hiện tại chúng ta đang ở kèo trên, không còn cần quá nhiều tới sự hỗ trợ của truyền thông như cách đây 9 năm, khi Trung Quốc ngang nhiên kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng độc quyền kinh tế của Việt Nam định hạ đặt. Hiện tại, Hải quân Việt Nam bên cạnh việc hiện đại hóa cực kỳ nhiều với đủ các loại tàu, từ tàu ngầm, tàu phóng tên lửa cho tới tàu khu trục, mà còn có số lượng cực kỳ đông đảo. Bên cạnh đó, chắc hẳn các bạn cũng hiểu được về độ máu chiến của dân Việt mỗi khi có sự kiện xâm phạm lãnh thổ đất nước. Mà sự máu chiến này nếu không được kiểm soát khéo léo thì dễ bị các thế lực xấu từ bên ngoài lợi dụng làm điều sang bậy. Điển hình nhất chính là vụ biểu tình phản đối luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng tại Bình Thuận vào năm 2018. Tuy nhiên, không thông báo không có nghĩa là chúng ta lờ đi. Bên cạnh sự kiện kiên quyết của các chiến sĩ hải quân mặt biển, Bộ Ngoại giao Việt Nam trong ít ngày qua đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc để gửi công hàm yêu cầu các tàu Trung Quốc rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Việt Nam đã đưa ra các biện pháp ngoại giao cứng rắn không dưới 10 lần, nhưng phía Trung Quốc vẫn lờ đi. Bên cạnh đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam còn chỉ đích danh Trung Quốc là kẻ gây bất ổn, quấy rối tại Biển Đông. Do đó, có thể thấy thế và lực của Việt Nam gần đây đã khác khi chúng ta không còn quan ngại suông hay chỉ phản đối bằng công hàm. Vậy điều gì đã khiến cho Việt Nam đưa ra những hành động quyết liệt khác hẳn với cách ứng xử nhu mì vốn thường thấy trước đây? Đầu tiên có thể nói luôn rằng thế và lực của Việt Nam hiện nay đã khác xưa rất nhiều, ít nhất là so với năm 2014. Về lực lượng, Hải quân Việt Nam đã bước đầu xây dựng thành công 5 thành phần lực lượng chiến đấu gồm tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân, hải quân, pháo binh, tên lửa bờ, hải quân đánh bộ, đặc công hải quân. Theo dữ liệu của Global Firepower, Hải quân Việt Nam đang có trong biên chế 65 tàu chiến các loại, trong số đó có 4 tàu hộ vệ tên lửa, 7 tàu hộ vệ sân ngầm, phần lớn đã được thay tính năng, 13 tàu tên lửa tấn công nhanh, 8 tàu tên lửa, 12 tàu pháo, 5 tàu phóng lôi và một số tàu chiến khác. Có thể thấy lực lượng nòng cốt của hạm đội từ mặt nước của Việt Nam hiện tại chính là các tàu hộ vệ tên lửa và tàu tên lửa tấn công nhanh, dẫn đầu là 4 tàu hộ vệ Chubut 309, kế đến là 8 tàu tên lửa Monia, 4 tàu Tarantul và PPS 500. Đặc biệt, hiện tại Hải quân Việt Nam có trong biên chế 6 tàu ngầm tấn công diesel điện lớp Kilo hiện đại do Nga chế tạo. Chiếc đầu tiên được đưa vào trang bị từ năm 2014, biến nước ta hiện là quốc gia duy nhất sở hữu các tàu ngầm có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công vào các mục tiêu trên đất liền cho đến trên biển bằng tên lửa hành trình Kalib. Mặc dù tất cả vẫn còn nhỏ so với Trung Quốc, nhưng trong phạm vi Biển Đông cũng đủ khiến đất nước tỷ dân phải e dè khi phải đối đầu với những cuộc chiến quy mô vừa trở xuống. Bên cạnh đó, Việt Nam hiện nay đã không hề đơn độc khi đối đầu với Trung Quốc, đặc biệt là trong tình hình thế giới đang có những xung đột phức tạp, nhất là Mỹ và Trung Quốc. Như các bạn cũng đã biết, Việt Nam hiện tại là quốc gia được săn đón hàng đầu trên thế giới. Lịch trình của các lãnh đạo nước ta từ nay tới cuối năm dự kiến đã kín lịch với các quốc gia lớn sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đón Chủ tịch nước Đảng Nga Thống nhất Medvedev. Tiếp theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có lần thứ hai trong lịch sử trở thành người đứng đầu một đảng Cộng sản tới thăm chính thức nước Mỹ. Còn theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Mỹ đã xác nhận sẽ tổ chức họp hội nghị thượng đỉnh bốn bên cùng Trung Quốc, Ấn Độ, Nga trong tháng 7 này. Mặc dù còn ít thông tin, nhưng truyền thông thế giới đang chạy đua để đưa tin về sự kiện lịch sử này. Trong khi Thủ tướng Việt Nam đã ẩn ý rằng chuyến thăm của Medvedev là để mở đường chuẩn bị cho Tổng thống Putin thăm chính thức Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam hiện nay đã trở thành một cứ điểm sản xuất mới của Mỹ, đặc biệt là các tập đoàn về dầu khí. Công ty Millennium Việt Nam, thành viên của tập đoàn dầu khí Millennium cho biết, tập đoàn mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư nhà máy điện và kho cảng chứa khí hóa tại khu vực Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa với tổng vốn đầu tư 15 tỷ đô la. Theo đó, công suất thiết kế của nhà máy điện là 9.600 MW, cùng với đó là hệ thống kho cảng cấp khí cho nhà máy điện và tổng đại lý phân phối LNG cho cả khu vực Đông Nam Á. Giai đoạn 1, dự án sẽ có số vốn đầu tư ban đầu là 8 tỷ đô la với một nhà máy điện có công suất 4.800 MW và một kho khí hóa lỏng LNG có sức chứa ban đầu trên 10 triệu mét khối. Giai đoạn 2, dự án sẽ được đầu tư thêm 7 tỷ đô la để nâng công suất nhà máy điện lên gấp đôi là 9.600 MW và hệ thống kho cả có sức chứa lên đến 15 triệu mét khối cấp khí cho nhà máy điện và trở thành tổng đại lý phân phối LNG cho cả khu vực Đông Nam Á. Trong lúc các tàu khảo sát, tàu hải cảnh và tàu dân quân biển của Trung Quốc đang quấy rối trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở những vùng biển sát nách Trung Quốc, chính họ cũng đang bị nước khác cho biết thế nào là nghiệp quật. Theo tường thuật của website Global News của Canada hôm qua, thì hai tàu của Mỹ và Canada đã đi qua eo biển Đài Loan khiến Hải quân Trung Quốc phải cử tàu đi theo. Và một đội tàu của Trung Quốc đã có lúc suýt va chạm với tàu của Mỹ. Phóng viên của Global News đi trên tàu HMCS Monche là tàu hộ vệ của Canada tham gia hoạt động với Mỹ từ ngày 25 tháng 5 ở Biển Đông và đã chứng kiến vụ va chạm suýt xảy ra từ đài chỉ huy của con tàu. Theo tường thuật của phóng viên này, thì một tàu hải quân của Trung Quốc đã di chuyển với tốc độ lớn và cắt vòng qua mũi của USS Trung Hoon của Mỹ. Có lúc khoảng cách giữa tàu Mỹ và tàu Trung Quốc chỉ là 150 sải, tức là tương đương khoảng hơn 100 mét. Khi con tàu Trung Quốc này đổi hướng, thuyền trưởng Mark Ford của tàu HMCS Monche đã bảo thủy thủ đoàn gọi cho tàu của Mỹ và nói với họ di chuyển, nếu không sẽ có va chạm. Người Mỹ đã đáp lại bằng cách yêu cầu tàu Trung Quốc tránh xa tàu của mình, nhưng cuối cùng tàu Trung Hoon phải đổi hướng và giảm tốc để tránh va chạm. Tàu Trung Hoon và tàu Monche đã đi cùng nhau ở Biển Đông trong gần một tuần trước khi tiến vào eo biển Đài Loan. Global News đã thấy các tàu Trung Quốc đi theo con tàu của Canada trong nhiều dịp trong quá trình đi qua eo biển. Người Trung Quốc không thực hiện một hành động nguy hiểm tương tự đối với tàu của Canada, nhưng một trong hai tàu Trung Quốc có mặt ở khu vực này đã theo dõi sát con tàu của Canada ở cự ly khoảng 1.000 sải, một cự ly mà thuyền trưởng của phía Canada cho là cũng an toàn. Đua Radio, phía Trung Quốc đã bảo cả tàu Mỹ và tàu Canada rằng họ đã tiến vào lãnh thổ Trung Quốc, nhưng phía Mỹ và Canada cho rằng họ đang thực hiện nhiệm vụ chung trong vùng nước quốc tế. Sau vụ việc vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc trong bài phát biểu tại đối thoại an ninh cấp cao Shangri-La ở Singapore đã cáo buộc Mỹ là khiêu khích đối đầu vì lợi ích của bản thân. Khi được hỏi về bài phát biểu về vụ việc suýt va chạm giữa tàu Mỹ và tàu Trung Quốc, ông Lý Thượng Phúc nói sự hiện diện của Hải quân Mỹ ở eo biển này là một ví dụ về việc Washington đang tạo ra những hỗn loạn trong khu vực này. Ông Lý nói họ không phải ở đây để đi qua vô hại mà họ ở đây để khiêu khích. Lý Thượng Phúc cũng nói rằng nếu Mỹ và các thế lực nước ngoài không muốn đối đầu thì họ không nên cử các phương tiện quân sự đến gần Trung Quốc. Ông cũng đặt câu hỏi rằng tại sao các vụ việc như thế này không xảy ra ở nơi khác mà lại cứ xảy ra ở gần Trung Quốc. Vụ tàu chiến suýt va chạm hôm qua là lần thứ hai suýt va chạm giữa quân đội Trung Quốc và quân Mỹ trong một thời gian ngắn gần đây. Trong tuần trước, một máy bay chiến đấu Trung Quốc cũng đã bay sát một máy bay do thám của Mỹ trong không phận quốc tế bên trên Biển Đông. Không chỉ có Mỹ và Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã tham gia vào một số hành động mà phía Trung Quốc cho là khiêu khích họ. Hôm 2 tháng 6, mạng tin tức Tencent nói rằng ngày 29 tháng 5, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cho 7 tàu vào eo biển Đài Loan với lý do tránh bão. Đến ngày 31 tháng 5 lại có thêm 3 tàu bảo vệ bờ biển của Nhật đi qua eo biển Đài Loan. Mạng Tencent nhận định rằng hành động này của Nhật có nhiều lý do, trong đó trước hết là do Nhật được Mỹ ngấm ngầm khuyến khích để khiêu khích Trung Quốc, đổi lại Mỹ sẽ nới lỏng cho Nhật phát triển quân sự.
Lý do thứ hai, họ cho rằng đây có thể là phản ứng đáp trả của Nhật Bản đối với việc trong thời gian gần đây, tàu hải cảnh Trung Quốc tăng cường tuần tra ở vùng biển quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Còn Hàn Quốc cũng mạng Tencent đưa tin vào ngày 1 tháng 6 rằng 9 máy bay huấn luyện T-50 của Hàn Quốc đã hạ cánh xuống sân bay Cao Hùng vào 2 ngày trước đó. Phía Hàn Quốc nói lý do rằng những chiếc máy bay này hôm đó vừa kết thúc chuyến biểu diễn ở Malaysia. Trên đường về, vì sợ nhiên liệu không đủ nên đã hạ cánh xuống Đài Loan để tiếp thêm nhiên liệu và ngay chiều hôm đó đã rời đi để đến Australia. Tuy nhiên, bài viết trên Tencent không thỏa mãn với giải thích này mà phân tích rằng nếu lo sợ hết nhiên liệu giữa đường và thật sự cần tiếp dầu giữa đường, thì Hàn Quốc nên báo trước cho phía Trung Quốc và chờ phía Trung Quốc cho phép. Hơn nữa, Hàn Quốc không phải là không có nơi nào khác để hạ cánh. Ví dụ hạ cánh xuống các sân bay ở Philippines gần đó, nhưng Hàn Quốc nhất định phải hạ cánh xuống Đài Loan để liếc mắt đưa tình với nhà chức trách Đài Loan. Việc này chứng tỏ Hàn Quốc có động cơ không đơn thuần. Thưa quý vị, như vậy có thể thấy trong thời gian gần đây, theo góc nhìn của Trung Quốc thì nhiều thế lực nước ngoài đã liên tiếp gây sự với Trung Quốc ở các mức độ khác nhau trước những hoạt động này của nước khác. Người Trung Quốc đã thấy nhột, thế thì họ cũng sẽ hiểu được khi họ mang tàu vào vùng đặc quyền kinh tế của nước khác quấy rối thì người khác sẽ cảm thấy như thế nào. Kính thưa quý vị, vừa qua Việt Nam phản đối Trung Quốc lắp phao đèn ở Trường Sa. Việt Nam khẳng định việc Trung Quốc lắp đặt 3 phao đèn báo hiệu tại một số thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là không có giá trị pháp lý. Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa cũng như quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc lắp đặt phao đèn báo hiệu tại các thực thể ở quần đảo Trường Sa mà không được sự đồng ý của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, vì vậy không có giá trị pháp lý. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết trong thông báo hôm nay, tuyên bố được bà Hằng đưa ra sau khi Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc thông báo trên tài khoản mạng xã hội chính thức về việc lắp đặt ít nhất 3 phao đèn báo hiệu mới ở Biển Đông, gần đá Cá Nhám, đá Ba Đầu và đá Gaven thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc viện lý do rằng hành động này nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động hàng hải, hoạt động lắp đặt phao phi pháp do Trung tâm An ninh Hàng hải Biển Đông thực hiện gần đây, nhưng giới chức Trung Quốc không nêu cụ thể thời điểm triển khai. Trước đó, Cảnh sát biển Philippines cũng đã tiến hành thả 5 phao định vị hàng hải tại 5 khu vực trên Biển Đông, trong đó có bãi Ba Đầu thuộc cụm sinh tồn của quần đảo Trường Sa. Việt Nam yêu cầu các bên liên quan không có hành động làm phức tạp tình hình, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông, bà Hằng nói thêm. Đá Ba Đầu là thực thể gần đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa, đá Cá Nhám là ngư trường truyền thống giàu tài nguyên ở Biển Đông. Trong khi đá Gaven là một trong 7 thực thể ở Trường Sa bị Trung Quốc bồi đắp trái phép thành đảo nhân tạo. Ngoài ra, Bắc Kinh cho rằng Washington có các hành động khiêu khích trên Biển Đông sau khi tiêm kích Trung Quốc bị cáo buộc tạt đầu trinh sát cơ Mỹ ở khu vực. Việc Mỹ thường xuyên điều tàu chiến máy bay để giám sát ở phạm vi gần với Trung Quốc đã gây tổn hại nghiêm trọng an ninh quốc gia của chúng tôi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh cho biết. Bình luận được bà Mao đưa ra khi đề cập về việc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương quân đội Mỹ INDOPACOM cáo buộc tiêm kích Trung Quốc có hành động áp sát nguy hiểm trinh sát cơ RC-135 Mỹ hoạt động trong không phận quốc tế ở Biển Đông vừa qua. Trong video được Mỹ công bố, tiêm kích J-16 Trung Quốc bay cạnh chiếc RC-135 rồi bất ngờ cắt ngang trước mũi ở khoảng cách hơn 120m, gây ra vùng nhiễu động không khí làm rung lắc máy bay Mỹ. Tuy nhiên, bà Mao cho rằng các hoạt động khiêu khích nguy hiểm của Mỹ là nguyên nhân các vấn đề an ninh trên biển. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ lập tức chấm dứt hành động này và Bắc Kinh sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ an ninh của mình. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Liu Pengyu trước đó nói rằng Mỹ trong thời gian dài đã thường xuyên triển khai máy bay và tàu do thám áp sát Trung Quốc, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của Bắc Kinh. Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng các hành động khiêu khích nguy hiểm như vậy là ngừng đổ lỗi cho Bắc Kinh, Liu cho biết. Trong khi đó, quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho biết đã có sự gia tăng đáng báo động về số lượng các vụ chạm mặt trên biển của máy bay, tàu Trung Quốc. Những hành động này có khả năng tạo ra sự cố hoặc tính toán sai lầm. Quan chức cảnh báo, tình huống tương tự xảy ra hồi tháng 12 năm ngoái giữa chiến đấu cơ Trung Quốc và máy bay RC-135 của Mỹ, buộc phi cơ Mỹ phải thực hiện các thao tác cơ động để tránh va chạm.
Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng kéo dài trong quan hệ Mỹ-Trung. Lầu Năm Góc hôm vừa qua nói rằng, nói Trung Quốc từ chối lời mời về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại diễn đàn an ninh đối thoại Shangri-La ở Singapore cuối tuần này. Phản hồi về thông tin trên, bà Mao Ninh nói Mỹ biết rõ lý do khiến hai nước bế tắc về mặt đối thoại. Phía Mỹ nên nghiêm túc tôn trọng chủ quyền, an ninh và các mối quan tâm lợi ích của Trung Quốc, lập tức sửa chữa những hành vi sai trái của họ. Bà Mao nói, đồng thời hối thúc Washington thể hiện sự chân thành, tạo điều kiện và bầu không khí cần thiết cho đối thoại giữa quân đội hai bên. Còn phía Mỹ tố tiêm kích Trung Quốc áp sát nguy hiểm ở Biển Đông. Quân đội Mỹ cho biết, phi công tiêm kích Trung Quốc đã có hành động gây hấn không cần thiết gần một máy bay trinh sát Mỹ ở Biển Đông. Sự việc xảy ra vừa qua khi máy bay trinh sát Mỹ RC-135 đang hoạt động trong không phận quốc tế trên Biển Đông, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, quân đội Mỹ Indopacom cho biết. Tiêm kích J-16 của Trung Quốc đã bay ngay phía trước, cách mũi chiếc RC-135 hơn 120m, gây ra vùng nhiễu động không khí trước máy bay Mỹ. Theo Indopacom, video được giải mật cho thấy một tiêm kích băng qua phía trước máy bay Mỹ khiến nó bị rung lắc do nhiễu động. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Liu Pengyu không bình luận chi tiết về thông tin, song nói rằng trong thời gian dài, Mỹ đã thường xuyên triển khai máy bay và tàu do thám áp sát Trung Quốc, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của Bắc Kinh. Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng các hành động khiêu khích nguy hiểm như vậy và ngừng đổ lỗi cho Bắc Kinh, Liu cho biết. Một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ nói đã có sự gia tăng đáng báo động về số lượng các vụ chạm mặt trên biển của máy bay, tàu Trung Quốc. Những hành động này có khả năng tạo ra sự cố hoặc tính toán sai lầm. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng, là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Những ngày qua, các thông tin về tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá bảo vệ đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, được xác lập phù hợp với các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, là một lần nữa đẩy căng thẳng gia tăng. Lần này cũng như rất nhiều lần khác, Trung Quốc thể hiện tham vọng bá quyền phi pháp. Tin mới hôm nay xin gửi đến chủ đề Trung Quốc tiếp tục thể hiện tham vọng bẻ gãy UNCLOS trên Biển Đông. Hàng loạt hành động vi phạm vùng biển chủ quyền. Đối với các vụ việc xâm phạm vùng biển, quyền chủ quyền, quyền tài phán, Việt Nam luôn bày tỏ quan điểm nhất quán. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển tại Biển Đông, được xác định theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS. Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam đã giao thiệp nhiều lần với phía Trung Quốc, triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam, Việt Nam yêu cầu các cơ quan liên quan phía Trung Quốc tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước. Chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm rút tàu Hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, thực hiện nghiêm túc tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, giữ gìn hòa bình, hợp tác và phát triển ở Biển Đông, góp phần vào việc phát triển quan hệ hai nước. Theo South China Morning Post, tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 được hộ tống bởi hai tàu hải cảnh và nhiều tàu cá Trung Quốc vừa qua đã hướng đến khu vực bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền của Việt Nam. Lần gần nhất Trung Quốc đưa tàu hướng vào khu vực bãi Tư Chính là vào tháng 7 năm 2019. Thời điểm đó, tàu nghiên cứu hải dương địa chất 8 hoạt động trong vùng biển này, cùng ít nhất 4 tàu hải cảnh Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam khi đó đã lên án Trung Quốc xâm phạm các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, theo UNCLOS mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Việt Nam nhiều lần yêu cầu Trung Quốc rút nhóm tàu này và không có hành vi đe dọa đến an ninh và hòa bình ở khu vực. Nhóm tàu Trung Quốc rút đi vào tháng 10 năm 2019. Theo UNCLOS, bất kỳ hoạt động nghiên cứu, khảo sát nào trong vùng đặc quyền kinh tế đều phải được quốc gia ven biển cho phép. Hẳn chúng ta còn nhớ vào năm 2012, Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa. Đơn vị hành chính phi pháp này có chức năng quản lý cả quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa, vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thời điểm đó, trên đảo Phú Lâm có khoảng 1.000 người Trung Quốc sinh sống phi pháp. Kể từ đó, Trung Quốc đã nâng cấp trái phép các cơ sở vật chất để phục vụ dân số của thành phố Tam Sa. Tham vọng bá quyền phi pháp. Yếu tố đóng vai trò chủ chốt gây nên nguy cơ xung đột ở Biển Đông là tham vọng bá quyền phi pháp của Trung Quốc muốn độc quyền quản lý, tiến tới độc chiếm Biển Đông. Trung Quốc muốn lấy Biển Đông làm nơi xuất phát các hạm đội tàu ra Thái Bình Dương, ra các đại dương. Trong khi đó, Mỹ và nhiều nước lớn không muốn vùng biển quốc tế nào bị hạn chế đi lại.
Mỹ coi Biển Đông là một trong những điểm quan trọng nhất của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Vậy nên giờ đây, cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung ở khu vực này ngày càng gay gắt, lôi kéo thêm một số nước lớn tham gia. Thời gian gần đây, các nước lớn không ngừng gia tăng sự hiện diện quân sự ở Biển Đông, không chỉ với tàu chiến, máy bay chiến đấu mà còn có cả tàu sân bay, máy bay ném bom chiến lược. Điều đáng chú ý, bên cạnh những vũ khí hiện đại có mặt ở Biển Đông, Trung Quốc còn tăng cường sự hiện diện các tàu cá do dân quân chỉ huy. Lực lượng này được tổ chức huấn luyện chu đáo, trang bị vỏ thép bao gồm cả sử dụng vũ khí hạng nhẹ, tàu có công suất lớn, có khả năng hoạt động xa bờ. Dân quân biển Trung Quốc gọi là chi đội, các chi đội được biên chế thành đại đội, các tổ sản xuất được biên chế thành trung đội, mỗi tàu là một tiểu đội dân quân biển. Lực lượng dân quân biển Trung Quốc ngày càng được tăng cường trên Biển Đông nhằm đảm bảo sự hiện diện thường xuyên, lâu dài, kiểm soát xung đột, lâu dần biến vùng không tranh chấp thành vùng tranh chấp. Vùng tranh chấp thành vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc tiến tới độc chiếm Biển Đông mà không xảy ra xung đột với nước nào. Đó chính là mục tiêu sâu xa của việc Trung Quốc sử dụng lực lượng dân quân biển này. Điều đáng nói, tàu dân quân biển luôn được ngụy trang, che giấu hoạt động theo chiến thuật. Nhờ thế, Trung Quốc luôn giải thích những vụ cố ý đâm tàu chìm nước khác trên Biển Đông là các tai nạn hàng hải thông thường. Đáng lo ngại là lực lượng thực thi luật pháp của các nước trên biển thường rất khó xác định đâu là tàu cá Trung Quốc bình thường, đâu là tàu cá bất thường do dân quân biển chỉ huy. Vì thế, các nước thường kiềm chế, tránh leo thang xung đột để không bị Trung Quốc cáo buộc vi phạm nhân quyền với ngư dân. Trong khi đó, Trung Quốc ngày càng lợi dụng sự mơ hồ này để thực hiện mưu đồ. Các chuyên gia nước ngoài cảnh báo, xung đột trên Biển Đông nhiều khả năng liên quan đến dân quân biển Trung Quốc bởi lực lượng này không có cơ chế liên lạc và xuống thang căng thẳng như hải quân. Đây là chiến thuật vùng xám của Trung Quốc nhằm mục tiêu chiếm đoạt vùng biển đảo của các nước khác mà không phải dùng lực lượng vũ lực trực tiếp với quy mô lớn, kiên quyết, kiên trì nhưng không khiêu khích. Nhìn lại cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông, có thể thấy Việt Nam luôn nhận thức đầy đủ về những thách thức an ninh ở Biển Đông. Việt Nam đã nhiều lần phản đối các động thái trái phép của Trung Quốc ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bộ Ngoại giao cũng nhiều lần nhấn mạnh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế. Dù các thách thức ở Biển Đông là có thật, nhưng thông qua các biện pháp khẳng định chủ quyền của mình không bao giờ mơ hồ vì nó không bao giờ quên nó hay buông bỏ, tự tin và khẳng định bảo vệ chủ quyền của mình. Việt Nam sẽ bảo vệ được chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ ở Biển Đông. Và trên thực tế, Việt Nam đã làm thành công việc này. Đối với Trung Quốc, nước này luôn vận dụng chiến lược lấn dần mà không cần dùng đến biện pháp quân sự, để ứng phó lại sự hiện diện của Việt Nam ở Biển Đông cũng trở nên dày đặc và thường xuyên hơn. Các đảo ở Trường Sa đang xanh hơn, đông dân cư hơn, sáng điện suốt đêm như những ngọn hải đăng trên biển của Việt Nam. Các giàn khoan dầu đã có mặt ở Biển Đông, các hoạt động thăm dò, nghiên cứu, bảo vệ môi trường biển cũng đang diễn ra ở đó. Các tàu du lịch hàng hóa qua lại mà không gặp bất kỳ mối đe dọa nào. Tàu dân quân, quân sự, khoa học của các nước thường xuyên đến Việt Nam, ngư trường của Việt Nam ngày càng mở rộng và số lượng ngày càng tăng, tất cả đều hợp pháp và phù hợp với luật pháp quốc tế. Hải quân Việt Nam tự tin, bản lĩnh và ngày càng hiện diện đông đảo trên Biển Đông. Diễn tập bắn đạn thật ở quần đảo Trường Sa. Trong tất cả các vùng biển của Đông Nam Á, Việt Nam là vùng biển an toàn nhất, không có cướp biển hay buôn người, được cảnh sát biển bảo vệ tốt. Kiên quyết, kiên trì nhưng không hiếu chiến hay khiêu khích, đó là cách Việt Nam đã làm, đang làm và sẽ làm. Thời gian qua, Biển Đông tưởng chừng như lặng sóng, nhưng thực tế không phải như vậy. Trong lúc dư luận đổ dồn vào xung đột giữa Nga và Ukraine, ít quan tâm đến tình hình khu vực, thì Trung Quốc lại tạo ra những con sóng ngầm. Những bước leo thang mới gây phức tạp thêm tình hình Biển Đông. Trung Quốc coi Biển Đông là một cửa ngõ thuận lợi để bành trướng xuống phía Nam với ý đồ biến đất nước của họ vốn là một đại lục trở thành một quốc gia có cả biển đảo. Với những hành động ngang ngược thể hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông, sẽ không có gì ngạc nhiên khi thời gian gần đây các nước liên tục đưa ra các tuyên bố các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Cộng đồng quốc tế cũng luôn theo dõi chặt chẽ chính sách an ninh và xu hướng quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, tất cả những hành động của Trung Quốc phải chịu lại những phản ứng hết sức quyết liệt của Việt Nam. Mới đây, theo những thông tin rò rỉ từ phía Trung Quốc, Việt Nam dường như đã hạ đặt thành công tới tận 3 giàn khoan dầu trước sự bất lực từ phía Bắc Kinh. Vậy cụ thể, Việt Nam đã đặt giàn khoan ở đâu, tiềm năng khai thác của chúng như thế nào và tại sao chúng ta lại có thể thực hiện hành động này, bất chấp sự chống phá của Trung Quốc? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé!
Theo những thông tin mới nhất, Việt Nam đã âm thầm đưa 3 giàn khoan dầu ra các lô 051A, 051B và DHN4X tới hạn đặt tại khu vực phía Tây Nam của bãi Tư Chính. Theo đó, vừa qua Việt Nam đã bí mật hạ đặt giàn khoan PVD-6 tại mỏ DHN4X tại khu vực phía Tây Nam bãi Tư Chính. Mỏ này chứa khoảng 5 tỷ tấn dầu và hàng trăm tỷ mét khối khí đốt. Tất nhiên, hành động này không thể thoát khỏi sự theo dõi từ Trung Quốc, cũng như họ đã quá hiểu Việt Nam. Ngay lập tức, Bắc Kinh đã điều 15 tàu dân binh và hàng chục tàu cá đang neo đậu tại Trường Sa và quấy phá. Điều đáng nói ở đây là trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trung Quốc thông báo lệnh cấm đánh bắt cá thường niên năm 2023 ở Biển Đông của chúng ta, bao trùm vùng biển từ vĩ tuyến 12 đến phía bắc đảo Đài Loan từ ngày 1 tháng 5 cho tới ngày 16 tháng 8 năm nay. Do đó, theo lý thuyết, các tàu cá của nước này sẽ không lảng vảng xa đất liền tới vậy. Cho nên chúng ta có thể ngầm hiểu rằng tất cả những cầu trên đều nằm trong lực lượng dân quân biển của Bắc Kinh, vốn được thành lập nhằm thực hiện những hoạt động của các hoạt động phi pháp một cách bí mật, cũng như tạo thành lực lượng vây cánh, hỗ trợ cho các tàu kiểm ngư và cảnh sát biển của họ. Tuy nhiên, hiện tại là năm 2023 chứ không phải là năm 2014 và Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng không còn là một lực lượng nhỏ yếu như ngày xưa. Có thể thấy, chỉ cần liên quan tới Trung Quốc thì lập tức các tàu chấp pháp của chúng ta sẵn sàng lao ra biển để truy cản. Tuy nhiên, ngày 22 tháng 5 vừa qua, Hải quân Trung Quốc đưa 10 tàu quân sự, một tàu ngư chính 5.000 tấn và 7 tàu cảnh sát biển cùng nhiều tàu dân binh để quấy rối nhằm bao vây, cản trở lực lượng chấp pháp của Việt Nam bảo vệ an toàn cho giàn khoan tại lô DHN4X. Ngay lập tức, Việt Nam cũng không ngần ngại tung ra nhiều tàu cá, tàu cảnh sát biển và kiểm ngư để ngăn chặn. Tính tới hiện tại, lực lượng Việt Nam có 3 tàu kiểm ngư, 4 tàu tên lửa tấn công nhanh, 1 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu tên lửa. Có thể nói chưa bao giờ trong thời bình mà lực lượng hải quân của chúng ta đã được huy động nhiều tới như vậy. Thậm chí có thời điểm, phía Việt Nam cũng không ngần ngại chĩa vòi rồng để sửa tàu cho nước bạn, hoặc thực hiện vài hành động va quệt vô tình. Bên cạnh đó, các chiến sĩ hải quân của chúng ta cũng lợi dụng Philippines quấy rối, thả phao tín hiệu tại bãi Cỏ Mây, khiến Trung Quốc phải phân tán lực lượng. Được biết, khu vực Biển Đông của chúng ta là một vùng biển khá chủ phú về tài nguyên, trong đó dầu khí tuy ít nhưng được nhắc tới, nhưng lại có trữ lượng ước tính đến hết sức khổng lồ. Đến nay, thì Việt Nam xác định được 8 bể trầm tích đệ tam trong phạm vi thềm lục địa gồm sông Hồng, Hoàng Sa, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Từ Chính, Vũng Mây, Trường Sa và Mã Lai, Thổ Chu. Trong đó, bể Tư Chính, Vũng Mây được ước tính có khoảng 800-900 triệu tấn quy dầu. Đây chính là khu vực hiện đang diễn ra nhiều hoạt động tranh chấp, căng thẳng. Chắc hẳn quý vị và các bạn sẽ không thể quên được vụ việc xảy ra tại bãi Tư Chính vào năm 2014. Bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam. Đây là vùng biển hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Theo Điều 56 của Công ước Liên Hợp Quốc, trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, các quốc gia ven biển có chủ quyền đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sinh vật hoặc không có sinh vật ở đó. Trong vùng đặc quyền kinh tế, quốc gia ven biển cũng có quyền chủ quyền đối với các hoạt động khai thác như là sản xuất năng lượng từ nước, hải lưu và gió. Bởi vậy, mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam phải tuân thủ các quy định có liên quan của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, pháp luật Việt Nam và nếu không được phép của Việt Nam đều là xâm phạm vùng biển Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Chiếu theo các quy định của luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, không quốc gia nào có quyền trịnh thượng, yêu cầu Việt Nam ngừng công việc thăm dò các mỏ dầu ở khu vực Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việc cố tình quy kết Việt Nam tiến hành các hoạt động khoan thăm dò dầu khí một cách đơn phương tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hoàn toàn vô lý. Bãi Tư Chính có vị trí cận kề với đường hàng hải quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, phát triển kinh tế và công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền trên biển của Việt Nam. Các vùng lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam sẽ hoàn toàn bình thường, ổn định nếu không bị các hành vi xâm phạm bất chấp luật pháp quốc tế gây phức tạp tình hình. Vào giữa năm 2019, các tàu Trung Quốc đã có dịp đối đầu với chúng ta. Việt Nam đã 3 lần đưa ra tuyên bố khẳng định chủ quyền tại khu vực Nam Biển Đông, trong đó có bãi Tư Chính và nhà giàn DK1. Việt Nam đã có nhiều hình thức giao thiệp ngoại giao phù hợp, trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc rút tàu khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn ngoan cố và tiếp tục hoạt động phi pháp. Có thể thấy, Trung Quốc đã đặt ra một dạ tâm nuốt chọn bãi Tư Chính của Việt Nam.
các tàu của đất nước này thường xuyên quấy phá các hoạt động hợp pháp của Việt Nam trong khu vực đặc quyền kinh tế của mình. Nhưng Trung Quốc vẫn phải biết rằng đây không phải là lần đầu mà Việt Nam tiến hành khai thác ở đây. Từ lâu, Việt Nam cũng đã thực hiện quyền chủ quyền đối với bãi Tư Chính. Ngay từ những năm 1971, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã cho tiến hành phân lô đấu thầu thăm dò khai thác. Năm 1988, chính phủ Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng đã phân lô và mời các nhà thầu nước ngoài đến thăm dò khai thác dầu khí tại đây. Đến năm 1994, Việt Nam cũng đã ký hợp đồng với một công ty năng lượng lớn của Mỹ để khai thác lô dầu khí ở bãi Thanh Long, cũng nằm trong phạm vi bãi Tư Chính. Từ năm 1989 cho đến nay, chính phủ Việt Nam đã thiết lập cụm kinh tế khoa học và dịch vụ có các trạm nhà trời, giàn khoan và đèn biển để tạo thuận lợi và hỗ trợ cho giao thông hàng hải, đánh bắt hải sản, nghiên cứu khoa học và các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí. Như vậy, có thể thấy Việt Nam đã thực hiện quyền chủ quyền đối với bãi Tư Chính hoàn toàn phù hợp với luật pháp, cũng như theo đúng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Sau đó, vào năm 2019, chân đế giàn khoan khai thác Idemitsu Kosan nặng 14.000 tấn, lớn nhất từ trước đến nay, vừa hoàn tất quá trình lắp đặt tại thềm lục địa phía nam của Việt Nam. Giàn sao vàng Đại Nguyệt thuộc lô 051B và 051C, mỏ này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trữ lượng từ ngày 4 tháng 8 năm 2016 để làm cơ sở cho việc triển khai phát triển. Tiếp đó, ngày 7 tháng 3 năm 2017, Bộ Công Thương có quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển đại dương dự án sao vàng Đại Nguyệt do công ty Idemitsu Kosan Nhật Bản làm đại diện chủ đầu tư. Hai mỏ sao vàng Đại Nguyệt lần lượt nằm ở các lô 051B và 051C ở bể Nam Côn Sơn, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 350 km về phía đông nam, ở mực nước sâu khoảng 120 m. Dòng khí sao vàng Đại Nguyệt lần đầu tiên dự kiến về bờ vào cuối năm 2020 với tổng trữ lượng khí khai thác dự kiến là 16 tỷ mét khối khí, sẽ góp phần tăng sản lượng khí lên khoảng gần 5 triệu mét khối khí mỗi ngày, bổ sung cho các nguồn khí hiện hữu đang suy giảm để cung cấp và đáp ứng nhu cầu của các hộ tiêu thụ tại khu vực Đông Nam Bộ. Hiện tại, Hải quân Việt Nam bên cạnh việc hiện đại hóa cực kỳ nhiều với đủ các loại tàu từ tàu ngầm, tàu phóng tên lửa cho tới tàu khu trục. Trong bảng xếp hạng sức mạnh của Hải quân Thế giới năm 2021 của Global Firepower, Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 38 toàn cầu và thứ 5 ở khu vực Đông Nam Á với 65 tàu chiến các loại. Cũng theo Global Firepower, bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên số liệu tàu chiến có trong biên chế hải quân các nước, không bao gồm hợp đồng mua sắm vũ khí mới hoặc đang được phát triển. Bên cạnh sự kiên quyết của các chiến sĩ hải quân trên mặt biển, Bộ Ngoại giao Việt Nam trong ít ngày qua đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để gửi công hàm yêu cầu các tàu Trung Quốc rút tàu khỏi vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Việt Nam đưa ra các biện pháp ngoại giao cứng rắn không dưới 10 lần, nhưng phía Trung Quốc vẫn lờ đi. Việt Nam hiện nay đã khác xưa rất nhiều, ít nhất là so với năm 2014. Về lực lượng hải quân, Việt Nam đã bước đầu xây dựng thành công 5 thành phần lực lượng chiến đấu, gồm tàu mặt nước, tàu ngầm không quân, hải quân, pháo binh, tên lửa bờ, hải quân đánh bộ. Đặc biệt, hiện tại hải quân Việt Nam có trong biên chế 6 tàu ngầm tấn công lớp Kilo hiện đại do Nga chế tạo. Chiếc tàu đầu tiên được đưa vào trang bị từ năm 2014. Biến nước ta là quốc gia duy nhất sở hữu các tàu ngầm có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công vào các mục tiêu trên đất liền cho đến trên biển bằng tên lửa hành trình Kalib. Mặc dù tất cả vẫn còn nhỏ so với Trung Quốc, nhưng trong phạm vi Biển Đông cũng đủ để khiến Trung Quốc đại lục phải e dè khi phải đối đầu với những cuộc chiến quy mô vừa trở xuống. Bên cạnh đó, Việt Nam hiện nay đã không hề đơn độc khi đối đầu với Trung Quốc, đặc biệt là trong tình hình thế giới đang có những xung đột phức tạp, nhất là Mỹ và Trung Quốc. Tàu cảnh sát biển 4.000 tấn lớn nhất Việt Nam xuất trận, rượt đuổi với tàu Trung Quốc. Các bạn thân mến, sự bành trướng của các tàu Trung Quốc tại lãnh hải của Việt Nam đang khiến vấn đề Biển Đông ngày càng trở nên trầm trọng. Nhất là mới đây, tàu cảnh sát của Trung Quốc đang có những động thái lạ tại khu vực bãi Tư Chính với sự ủng hộ của các tàu tuần duyên. Ngay lập tức, Việt Nam đã trả đũa bằng cách điều động tàu CFB 4.000 tấn xuất trận rượt đuổi tàu Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều tờ báo Trung Quốc đã đổ trắng thay đen, vẽ ra câu chuyện về việc Việt Nam bị tàu hải cảnh Trung Quốc rượt đuổi phải bỏ chạy. Vậy rốt cuộc đâu mới là sự thật? Việt Nam hay Trung Quốc đã thua trong lần chạm trán này? Theo bản đồ quỹ đạo di chuyển do phía Việt Nam công bố, tàu của hai bên đã có những màn rượt đuổi kịch liệt ở vùng biển phía Bắc bãi Tư Chính. Phía Việt Nam đã phải cho tàu cảnh sát biển 7011 đến để ngăn chặn tàu hải cảnh 4303 của Trung Quốc. Từ hình ảnh cho thấy hai bên đã nhiều lần suýt va chạm. Tình hình cụ thể, Việt Nam đã phái tàu 7011 có lượng dạn nước 4.000 tấn với chiều dài thân tàu gần 100 m ra bãi Tư Chính.
Trước đó, dữ liệu từ hai tàu giám sát độc lập mà Reuters xem qua cho thấy phía Việt Nam chỉ có tàu kiểm ngư phiên hiệu KN414 ở khu vực này, trong khi đó lực lượng tại chỗ của Trung Quốc, hai tàu cảnh sát biển, 7 tàu gá và một tàu khảo sát tiến vào lô 0503 của Vietropetro, một liên doanh giữa Sabubenet của Nga với Petro Việt Nam. Việc này xảy ra tiếp theo các động thái quyết đoán gần đây của Bắc Kinh trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng, khi Bắc Kinh thúc đẩy tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, thử thách Mỹ và các đồng minh vào thời điểm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Động thái vào tháng 5 vừa qua, theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, là Trung Quốc đang sử dụng lực lượng hải cảnh và các tàu đánh cá có vũ trang để đe dọa và làm gián đoạn các hoạt động năng lượng ngoài khơi Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Philippines nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hoạt động đó là bình thường, nhưng trên thực tế, tàu Trung Quốc luôn cố tình lượn lờ và thách thức tàu kiểm ngư của Việt Nam. Với tình hình đó, Việt Nam rõ ràng là yếu thế hơn hẳn về mặt số lượng. Tàu kiểm ngư 414 của Việt Nam đã phải rất vất vả để ứng phó. Dữ liệu từ Marine Traffic Marine RFA ghi nhận được cho thấy tàu khảo sát hướng dương Hồng Giang Xiang 10 của Trung Quốc trong 2 ngày qua vẫn đi lại trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, được chi viện cho các tàu kiểm ngư. Tàu CFB-7011 đã được phái vào khu vực tư chính để ngăn chặn nhóm tàu khảo sát của Trung Quốc. Hình ảnh di chuyển từ dữ liệu của hệ thống theo dõi tàu thuyền AIS cho thấy tàu 7011 đã có những cuộc rượt đuổi với tàu hải cảnh 4303 của Trung Quốc trong quá trình tiếp cận nhóm tàu khảo sát hướng dương Hồng 10 của Trung Quốc. Trước đó, tàu hướng dương Hồng 10 đã tiến về phía Đông Bắc, dường như muốn rời khỏi khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam sau thời gian dài tiến hành khảo sát bất hợp pháp. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, con tàu này đột ngột quay ngược trở lại vùng tư chính, nơi khai thác và thăm dò dầu khí của Việt Nam. Hành động tiến về phía Đông Bắc của tàu hướng dương Hồng 10 dường như là để đánh lạc hướng các tàu chấp pháp của Việt Nam. Theo dữ liệu AIS, MRFA có được tại vùng biển bãi tư chính, tàu cảnh sát biển Việt Nam CFB-7011 đang theo sát tàu hướng dương Hồng 10 của Trung Quốc. Tàu CFB-7011 được hỗ trợ bởi tàu CFB-8001. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc dùng các tàu đánh cá dân binh để hộ tống, với số lượng tàu hải cảnh nhiều hơn lần trước. Giới chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng khi Trung Quốc cho tàu hải cảnh và tàu hải quân đến quá gần các khu khai thác dầu khí Việt Nam, ranh giới giữa chiến thuật vùng xám và xung đột có sử dụng vũ khí sát thương sẽ bị thu hẹp lại. Nói cách khác, có thể dẫn đến xung đột và có vũ trang trên Biển Đông. Một tờ báo của Trung Quốc đã miêu tả hành trình rượt đuổi của hai bên như sau. Theo bản đồ quỹ đạo, tàu thuyền do Việt Nam công bố trong lần xâm lấn mới nhất, tàu hải cảnh 4303 của Trung Quốc trước tiên dùng tốc độ cao đuổi theo và vượt lên chiếc tàu 7011 của Việt Nam, sau đó đột nhiên đổi hướng chặn chiếc tàu Việt Nam, khiến tàu Việt Nam phải rẽ hướng về phía Đông Bắc. Khi tàu Việt Nam lại tiếp cận, tàu hải cảnh Trung Quốc lại lần nữa đổi hướng để ngăn chặn, buộc tàu Việt Nam phải đổi hướng. Từ hình ảnh cho thấy, 3 lần giao tranh liên tục, tàu cảnh sát biển 7011 Việt Nam đã rời khỏi hiện trường, đi một mạch không quay lại nữa. Bài báo này sau đó đã nêu nhận định rõ ràng rằng trong lần đối đầu này, vì Việt Nam đã xuống thế hạ phong, phải bỏ chạy trước tàu Trung Quốc. Dù đã cử đi tàu 4.000 tấn, thì trước sự xung kích mạnh mẽ của tàu hải quân Trung Quốc, Việt Nam cũng chỉ có thể ngậm ngùi rút lui. Có thể nói đây là một chiến thắng của tàu hải cảnh 4303, cũng chỉ là một biểu hiện trực tiếp rằng Việt Nam không dám khinh suất. Cần biết rằng những năm gần đây, lực lượng hải quân Trung Quốc phát triển nhanh, luôn là hậu thuẫn hùng hậu của lực lượng hải cảnh. Tàu hải cảnh 4303 chỉ có lượng giãn nước 2.500 tấn so với tàu 4.000 tấn của Việt Nam là kém hơn. Nhưng Việt Nam lại không dám lấy cứng đối cứng với Trung Quốc. Nguyên nhân quan trọng còn không phải là sợ Trung Quốc phá lực lượng hùng hậu đến hay sao. Nên biết rằng hải cảnh Trung Quốc không phải chỉ có những tàu hơn 2.000 tấn, mà còn có những tàu trên 10.000 tấn, bất kỳ lúc nào cũng có thể phái đến bãi tư chính. Đây là điều phía Việt Nam biết rõ, đồng thời ý muốn khẳng định lực lượng hải quân của Trung Quốc là vô địch ở Biển Đông. Chỉ tính riêng hạm đội Nam Hải đã vượt xa tổng cộng hải quân của cả Đông Nam Á. Nếu Việt Nam và Trung Quốc thật sự xung đột, hiển nhiên là Trung Quốc dựa vào hải quân. Chỉ cần Trung Quốc muốn thì hoàn toàn đủ sức để thu hồi lại bãi tư chính mà Việt Nam đang chiếm, thậm chí là 29 đảo và rạn san hô ở Trường Sa mà phía Việt Nam đang giữ. Nếu thật sự chọc giận Trung Quốc thì Trung Quốc hoàn toàn có thể căn cứ vào đường chín đoạn của Biển Đông để thực thi chủ quyền và các đảo trên Biển Đông. Việt Nam nếu cả gan dám chống cự thì đừng nói là mấy tiểu đoàn quân đóng giữ đảo, mà ngay cả toàn bộ hải quân Việt Nam cũng không phải là đối thủ của hạm đội Nam Hải.
Nếu không phải vậy thì tại sao tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc cùng 2 tàu hải cảnh và gần 10 tàu đánh cá bảo vệ tiến vào vùng lãnh hải Việt Nam hợp tác với nước ngoài ở bãi Tiên Chính? Chúng ta không phủ nhận hạm đội Nam Hải là một quân đội mạnh và Trung Quốc hoàn toàn có quyền tự hào về điều đó. Nhưng việc Trung Quốc dùng lý lẽ để nâng cao vị thế của nước mình và hạ bệ quốc gia khác trong bài đăng này là điều cực kỳ vô cùng phi lý. Nếu một ngày nào đó chiến sự thực sự nổ ra với những sự xô xát, sử dụng đạn thật, súng thật thì chưa biết ai mới là người thắng cuối cùng, chứ không phải là cứ quân hơn, nhiều tàu hơn thì kẻ đó là va. Nhưng trên thực tế thì những gì do phía Trung Quốc công bố không hoàn toàn là sự thật. Trên trang fanpage Facebook, dự án Đại sứ ký Biển Đông đã đăng tải một video được quay từ bản đồ AIS cho thấy cuộc rượt đuổi đối đầu của tàu 7011 với tàu 4303. Trên hết, đây chính là hình ảnh mà tờ báo Trung Quốc đã sử dụng để phân tích và nói rằng tàu 7011 đã phải bỏ chạy sau 3 lần rượt đuổi. Tuy nhiên, khi xem kỹ bản đồ mô phỏng trên nguồn tin này, thì có thể thấy chính tàu 4303 mới là kẻ thua cuộc. Trong video, tàu 7011 di chuyển hướng về phía đông nam. Khi bị tàu 4303 Trung Quốc đuổi theo rồi vượt lên cắt mặt, sau cú cắt mặt đó, tàu 7011 lập tức bẻ lái sang trái và hai tàu chạy cùng hướng lên phía đông bắc. Sau đó, tàu 4303 lại tiếp tục chặn đường tàu Việt Nam, khiến tàu 7011 phải rẽ hướng. Cuối cùng, tàu 7011 sẽ phải chạy tiếp theo hướng đông nam, còn tàu 4303 thì không thấy tiếp tục di chuyển. Đây chính là lúc tờ báo Trung Quốc cắt ra và đưa tin rằng Việt Nam tháo chạy trong cuộc đụng độ. Nhưng trên thực tế, hướng mà tàu 7011 Việt Nam đi tới lại chính là nơi nhóm tàu cá và tàu khảo sát của Trung Quốc đang neo đậu. Nếu để ý, các bạn sẽ thấy ở đầu của đoạn video có những tàu cá được định danh là Quỳnh Tam Sa Ngư, chính là những tàu cá bảo vệ tàu khảo sát đang di chuyển về phía đông ở góc phải phía dưới màn hình. Dựa theo đó, có thể thấy tàu 7011 đã thắng trong cuộc rượt đuổi với 4303 và đuổi theo tàu khảo sát Trung Quốc. Qua đó, không có chuyện Việt Nam bỏ chạy trước hải cảnh Trung Quốc. Trước những thông tin tố cáo việc Trung Quốc đang xâm nhập trái phép vùng đặc quyền kinh tế của nước láng giềng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã xác nhận với Reuters rằng các tàu nghiên cứu khoa học và đánh cá của Trung Quốc thực hiện các hoạt động sản xuất và làm việc bình thường trong các vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Như vậy, Trung Quốc đã xác nhận chính thức đây không phải là hoạt động đi qua, không gây hại hay tự do hàng hải, mà là hoạt động thực thi đòi hỏi chủ quyền của họ trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trước tuyên bố này của Trung Quốc, Việt Nam cũng lập tức đáp trả. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói tại buổi họp báo trả lời thông tin tàu nghiên cứu của Trung Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đối với các vụ xâm phạm vùng biển, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng Việt Nam đã và đang triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng. Lần gần nhất Trung Quốc đưa tàu hướng vào bãi Tư Chính là vào tháng 7 năm 2019. Tàu nghiên cứu Hải Dương Địa chất 8 hoạt động trong vùng biển này khiến ít nhất 4 tàu hải cảnh Trung Quốc trong hơn 2 tháng. Bộ Ngoại giao Việt Nam khi đó đã lên án Trung Quốc xâm nhập EEZ và thềm lục địa, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS mà Việt Nam, Trung Quốc đều là thành viên. Theo UNCLOS, bất kỳ hoạt động nghiên cứu khảo sát nào trong EEZ đều phải được quốc gia ven biển cho phép. Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc rút nhóm tàu này và không có hành vi đe dọa an ninh hòa bình ở khu vực. Nhóm tàu Trung Quốc rút đi vào tháng 10 năm 2019. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc vẫn tích cực mở rộng sức ảnh hưởng của mình tại Biển Đông. Thông qua việc bành trướng tại khu vực lãnh hải của Việt Nam, ra sức bồi đắp và diễn tập để phô trương thanh thế, dù nhiều lần nhận được cảnh báo nhưng chúng vẫn tham lam tìm kiếm quyền lực tại địa phận Việt Nam một cách trái phép để rồi cuối cùng phải trả giá cho hành động của mình.